ba trùm tóc trắng của ngân hàng Đông Á bị sốc, phải dìu ra ngoài khi nghe tòa tuyên án. Khi nghe tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á bị sốc phải dìu ra ngoài. Chiều ngày 7 tháng 6, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tuyên án vụ gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Đông Á theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và 16 người khác. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng 11 bị cáo khác. Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan, Trang Tài Tâm, Nguyễn Bảo Quốc, Vũ Thị Thanh Hoa, bị cáo Ái Lan được giảm từ 9 năm tù xuống 7 năm tù, bị cáo Tâm được giảm từ 2 năm tù xuống 2 năm treo, bị cáo Quốc lãnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Hoa lãnh 2 năm tù treo. Khi chủ tọa tuyên án bị cáo Nguyễn thì Kim Xuyến bị sốc, sức khỏe không ổn định. Lúc này, hội đồng xét xử buộc tạm ngưng tương án để nhân viên y tế hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho bị cáo này. Sau khi được đo huyết áp kiểm tra sức khỏe bị cáo xuyến được đưa ra ngoài, hội đồng xét xử tiếp tục phần tương án. Hồ sơ vụ án thể hiện bà Xuyến đã sử dụng công ty Sao Việt Nam, công ty Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của chính ngân hàng này. Sau đó ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này. Xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra bà Xuyến còn bị cáo buộc chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á khi cho một cá nhân vay. Chưa hết, bà Xuyến còn bị quy buộc tham gia chấp thuận chủ trương xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á. Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên Phan Văn Anh Vũ mức án 17 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trần Phương Bình lãnh 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị tuyên tổng cộng 30 năm tù, những bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù giam. Theo cáo trạng từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị cáo thực hiện các hành vi lập phiếu thu khống, mua bán vàng, kinh doanh ngoại tệ trái phép. Ngoài ra, cựu xếp ngân hàng Đông Á còn chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ che giấu âm quỷ tiền vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra kiểm tra của ngân hàng nhà nước. Từ các hành vi trên đã khiến ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỷ đồng, trong đó hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Liên quan đến Vũ Nhôm, ông Bình đã cho Vũ thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng với giá 400 tỷ đồng để mua cổ phần Đối với 200 tỷ đồng còn thiếu, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã dùng thủ đoạn hạch toán khống để nộp vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Sau khi tăng vốn điều lệ không thành 600 tỷ đồng được chuyển trả về lại cho Vũ, cộng với hơn 9 tỷ tiền lãi. Vũ Nhâm thực tế nợ vào Ngân hàng Đông Á 400 tỷ nhưng lại được chuyển về 600 tỷ nên Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ, gốc 200 tỷ, lãi hơn 3 tỷ. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.